Chị có khăn cam. Mặt chị đã tâm được em nghe trong bệnh là 3,2. Thế còn gì trong bệnh? Hãy lên bỏ bắt đầu tự luôn như vậy. Cái này em nên sẵn chỗ nha. Nhưng bố mình được mọc cho em, bố sẵn chỗ nha. Em có dùng tay này không biết không? Bố sẵn chỗ. Để mà xây cái bố. Xong rồi đấy nè. Hay chưa? Em đau đau trời. Chị sợ chờ thì cái lây làm luôn cũng được chị nè. Nó cục đấy lây làm đấy cũng được. Lâu thì chị Vũ Anh à, ấy là chị có vội chứ không? Không vội thì chờ em, còn không thì kêu lây làm cũng được. Còn 6 phút nữa chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi ăn chung mấy đứa à? Chỗ bạn chỗ lưu nhiều học nữa gì nè. Tại chỗ nó đó. Chỗ đường lưu nhiều học nữa. Đi đâu lận? Năm Âu à? Rảnh ghê đấy. Đi xa lét nữa trời. Rạc lọ nâu vậy hả? Dạ.
cái chi mà không hại tới da. Không thì biết sao.